Và các bạn có vẻ như là đang đeo một cái mặt nạ để đối diện với mối quan hệ của mình và đối diện với cái kết nối này. Mình cảm thấy hai bạn thực tế để có một cái mối quan hệ rõ ràng á thì chưa đâu. Và các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của CGV, nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo. Xin chào các bạn đã trở lại với Tarot Series mùa thứ 3, mình là Hibi đây. Và trong các tập vừa rồi, nhờ các góp ý của các bạn và chương trình và Hibi cũng đã ghi nhận được, chúng ta đã trở lại với một diện mạo mới và một chủ đề mới, đó chính là thật ra tình cảm của bạn và họ ở mức nào. Ta-da! Và bây giờ mình sẽ cùng nhau sắp xếp tụ nha các bạn. Rồi, và bây giờ chúng ta đã trở lại với ba tụ mình đã sắp xếp xong. Và thực ra tình cảm của bạn và họ đang ở mức nào? Đối với tụ 1 mình sẽ đặt đá thạch anh vàng, và tụ số 2 mình sẽ đặt đá thạch anh tím, và tụ thứ 3 mình sẽ đặt đá fluorite mint. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn tụ nha các bạn. Mình mời các bạn chọn tụ. Ok, nếu các bạn đã chọn tụ xong rồi thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang tụ 1 nha. Chào các bạn đã trở lại với tụ 1, tụ bài của viên đá thạch anh vàng. Và bây giờ Hebe bắt đầu đặt bài xuống để chúng ta cùng nhau vào tụ 1 nha. Bài của tụ này thì mình cảm thấy khá là ổn định đó chứ. Mình cảm thấy các bạn ở tụ này có vẻ như là đã có thời gian làm việc nhóm với nhau rồi. Và hiện tại một số người thì đã và đang ở trong giai đoạn cuối của cái kết nối khi mà làm việc nhóm với nhau. Còn một nhóm người á thì lại có thể là đã qua một thời gian làm việc nhóm rồi và họ muốn giữ cái kết nối này. Và trong những cái lá bài tarot của Hibi thì Hibi thấy ở đây có lá bài Three of Fire, nó cũng giống như là lá bài ba gậy ở trong cái bộ cơ bản vậy đó mọi người. Thì mình cảm thấy ở đây á, lá bài ba gậy này đúng là làm thì có vui, vì ở đây mình thấy có hoa cúc vàng nè. Bộ bài ngày hôm nay nó sẽ khá là đặc biệt bởi vì nó là thảo mộc nha các bạn, nên là mình sẽ giải nghĩa nó cặn kẽ cho các bạn để các bạn có thể hiểu ha. Rồi tiếp theo mình có Six of Water. Thì đúng là như vậy, tại vì ở đây 6 nước, gọi là 6 ly đi ha. 6 ly thì ở đây á đúng là có một mối quan hệ cũ rồi. Các bạn đã kết nối với nhau trong lúc làm việc nhóm và đã được một thời gian rồi, cho nên 6 ly nó cũng đại diện cho một mối quan hệ cũ đó các bạn. 5 lửa thì ở đây mình sẽ dịch là 5 gậy. 5 gậy ở đây mình cảm thấy các bạn đôi khi là đã có những cái tranh cãi với nhau, nhưng mà để đưa tới một cái thống nhất gì đó, bởi vì các bạn là những cái yếu tố rất là khác biệt với nhau và các bạn thu hút lẫn nhau bởi cái sự đặc biệt này, những cái khía cạnh rất là nổi bật trong cá tính của mỗi người ở cái kết nối này các bạn. Như các bạn thấy ở cái ngôi sao này cũng vậy, nó rất là nổi bật ở trong lá bài khi mà các bạn bắt gặp nó luôn. Mình cảm thấy như là ở đây á, mặc dù á, là có những cái tranh cãi nhưng mà mình thấy các bạn cũng hòa giải rất là, mình thấy các bạn hòa giải cái câu chuyện này rất là ổn thỏa. Ở đây cái lá bài Caldera of Water là một lá bài về sự chữa lành. Mình cảm thấy các bạn là những người kể cả ở độ tuổi 22, 23, 24, ở đầu hai đạo lên á thì cũng đã có một cái nhìn rất là chín chắn trong cái việc là ăn nói với nhau, phải để ý đừng có tổn thương người khác. Cho nên mình thấy các bạn sau cái những cái ý kiến trái chiều về nhau thì các bạn cũng đã ngồi xuống nói chuyện hoặc là nhắn tin với nhau để giải quyết một cách
ổn thỏa hơn để cho câu chuyện của các bạn được đi tiếp và không có bị ngắt kết nối bởi những cái chuyện và không có bị ngắt kết nối bởi những cái lần cãi vã như vậy mọi người. Nên mình cảm thấy cái mối quan hệ này là một mối quan hệ trưởng thành chứ không phải là một mối quan hệ của các bạn tuổi teen đâu. Và ít nhất thì các bạn cũng đã phải ở đầu tuổi 20 trở lên rồi. Nhưng mà do là ở một cái độ tuổi nhất định rồi cho nên các bạn không có bồng bột nữa. Và các bạn có vẻ như là đang đeo một cái mặt nạ để đối diện với mối quan hệ của mình và đối diện với cái kết nối này. Mình cảm thấy hai bạn thực tế để có một cái mối quan hệ rõ ràng á thì chưa đâu. Mình cảm thấy hai bạn như là đang phải có một cái lá chắn hoặc là hai bạn phải không có được là chính mình á. Hai bạn không có thể nào mà nói ra hết được mọi thứ. Vẫn có những cái kết nối, những cái lần đi chơi chung, có những cái sự va chạm mà làm cho cảm giác các bạn rung động nhưng mà nó chưa đủ lớn bởi vì hai bạn chưa có thật sự thành thật với nhau. Nó nhiều hơn ở mức tình bạn và đồng nghiệp một xí thôi. Nó giống như là làm việc với nhau và các bạn có tình cảm với nhau vậy á. Nên là mình khuyên là các bạn hãy nói chuyện và cứ thoải mái là chính mình. Bởi vì mình cảm thấy á, ngoài họ ra thì bản thân bạn cũng còn nhiều đối tượng ở phía sau mà bạn không cho người người đó biết á. Cũng như lá bài này thôi bạn. Ok, tiếp tục nha. Đúng là do mối quan hệ này đã được hình thành một thời gian rồi và đã xong một cái công tác làm việc nhóm rồi cho nên các bạn có vẻ suy nghĩ về mối quan hệ này khá nhiều. Giống như là việc các bạn suy nghĩ liệu mối quan hệ này có còn làm việc với nhau nữa không hay là chuyển sang hẳn là không làm việc. Nhưng các bạn sẽ có thể có những buổi hẹn hò, các bạn sẽ có những lần đi chơi chung. Nói chung là mình cảm thấy ở phía bạn nhiều hơn là người đó. Người đó thì không suy nghĩ nhưng mà hay không không suy nghĩ với lại nghĩ về cái hình ảnh của bạn á là hai việc hoàn toàn khác nhau nha. Bạn là cái người suy nghĩ rất 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 là nhiều, không phải là suy nghĩ về cái hình ảnh đâu. Các bạn đưa ra những cái viễn tưởng là nếu cái này nếu cái kia, còn họ thì họ chỉ xác định thẳng một cái là hình ảnh của bạn trong đầu họ. Họ chụp hình một cái hình ảnh của bạn trong đầu họ thôi chứ họ không có đưa ra các viễn cảnh gì hết đâu. Cho nên là mình cảm thấy bạn tương tư người ta khá là nhiều nha. Nhưng mà bạn á, mình cảm thấy mình rút lần này là lần đặc biệt mình rút ra thêm một bộ bài tarot nữa và mình đưa ra một hình ảnh về con người rõ ràng là các bạn á biết là các bạn có tình cảm với họ nhưng mà bạn không biết làm sao để phát triển hết đó. Cho nên mình cảm thấy nếu mà được á thì cứ một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau, không phải là thẳng thắn tình cảm thì có thể là đẩy đưa một xíu nhưng mà để cho người ta biết được tình cảm của mình đó bạn. Ok, ở đây mình có 4 tiền và thực chất đúng các bạn nghĩ là thôi các bạn và họ thực chất cũng chỉ là một mối quan hệ để làm việc nhóm có nảy sinh tình cảm nhưng mà các bạn không dám thổ lộ, các bạn là một người rất là nhát nha. Mình cảm thấy nhát không phải là tệ đâu, nhát mình cảm thấy dễ thương mà, nhưng mà nếu mà nhát trong tình cảm quá thì bạn sẽ là người thiệt thòi bởi vì bạn sẽ không nhận được thứ mà bạn muốn á. Ở đây mình có lá tám gậy để xác định lại một lần nữa là mối quan hệ này đã qua một thời gian làm việc nhóm với nhau và hiện tại không có nói chuyện nhiều và các bạn đa phần là dành những cái suy nghĩ về họ nhiều hơn. Nên là mình mong các bạn sẽ ngồi xuống một lần và nói chuyện với họ thẳng thắn với cảm giác của mình để họ biết bạn như thế nào và họ và bạn nên có một hướng đi như thế nào trong mối quan hệ nha. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua phần năng lượng từ chữ viết nha. Rồi, lần này cũng là để cho từ ngữ được ngắn hơn, mình sẽ để từ connection trong tiếng Anh nha các bạn. Ở đây connection là kết nối cho nên là mình ghi connection để cho nó đừng có bị dài quá như tiếng Việt á mọi người. Ok. Rồi, mời mọi người xem chữ viết của mình ở tụ 1 nha, connection. Chữ viết của tụ đá Thạch Anh Vàng. Mình cảm thấy ở đây á các bạn là những người chín chắn trong suy nghĩ, một năng lượng trẻ hoặc là tới 30, 38, 39, 40 là nhiều lắm rồi. Vì ở đây có sự chín chắn nhưng
Mình lần này đặc biệt chọn một cây bút chì để viết thì mình cảm thấy mối quan hệ này có thể rất là dễ bị lung lay luôn mọi người. Mọi người không nói chuyện với họ nữa thì đương nhiên là mối quan hệ sẽ dần phai nhạt và người ta có thể chuyển qua để nói chuyện với một người khác. Cho nên các bạn thấy đi, chữ viết á, thì bằng bút chì, mà bút chì thì mình có thể dùng một cục tẩy, mình bôi một cái là không còn gì luôn. Và các nét thì mình cảm thấy nó đều với nhau, cảm xúc các bạn cân bằng được khi mà đối diện với họ, nhưng mà trong lòng các bạn á, thì nó lăn tăn, cho nên các nét thì nó đứt, nó không có nối lại với nhau. Ở cuối của chữ N của các của hai chữ N này nè, nó cũng không có được tròn đầy nữa, nên mình cảm thấy mối quan hệ này nó chưa được tròn đầy trong cảm xúc. Mình mong các bạn là thành thật với cảm xúc của mình hơn để bạn và họ sẽ có một hướng giải quyết tốt hơn và không còn bị vướng mắc trong mối quan hệ này nữa nha. Chúc các bạn may mắn nha. Rồi, và bây giờ mình qua tụ 2 nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với tụ bài số 2. Lần này thì mình cảm thấy là có lúc á, thì tay mình sẽ xoay chiều, nhưng mà có lúc mình để cho nó ngược luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc bài nha mấy bạn. Ở đây mình thấy có lá Ace of Earth, nó bằng với lá Ace tiền ở bộ cơ bản. Và mình còn thấy nữa một Ace nữa là Ace of Five. Nó giống như là lá Ace gậy vậy đó mọi người. Thì ở đây mình cảm thấy hai lá bài này mình thấy là cái kết nối này nó chưa có gì là nhiều đâu. Tại vì thực chất nó giống như là một mối quan hệ đơn phương và các bạn giống như là cái con bướm này nè. Các bạn vờn quanh cái người này á. Đối phương của các bạn có thể là một người mà các bạn chưa có với tới được. Và con bướm này thì nó bay rất là thấp, nó bay là đà, là đà, là đà thôi mọi người. Tiếp tục. Wow. Ở đây có lá Three of Earth, nó bằng với lá bài 3 tiền. Và trùng hợp một điều, một bộ bài tarot khác của mình cũng ra lá 3 tiền nữa nha mọi người. Ở đây lá 3 tiền này mình cảm thấy cái người này á, thực chất họ đã cho các bạn những cái món lợi, nhưng mà không phải là về tiền bạc, nhưng mà họ cho bạn cơ hội. Họ cho bạn, ví dụ kiến thức cũng là cơ hội để các bạn có thể đi lên một cái cấp bậc mới. Nhưng không hiểu tại làm sao mà cái kết nối này của bạn và họ trong tình cảm thì mình cảm thấy hình như các bạn đang được vũ trụ của chính các bạn nhắc nhở một điều là hãy cẩn thận. Đôi khi các bạn cố gắng quá trong mối quan hệ này, nó sẽ trở thành một gánh nặng và sẽ làm các bạn khó mà đối diện với mối quan hệ này về sau. Nếu mà các bạn gồng gánh cái mối quan hệ này một mình quá, như các bạn đã thấy ở trong cái nồi này á, nó không có dung dịch lỏng mà đầy lên, nhưng các bạn làm cái gì đó không cẩn thận, nó tràn ra ngoài. Nên là các bạn có suy nghĩ về cái mối quan hệ này như thế nào, hoặc là đã có hành động gì đó, hoặc là đã có cái tác động đến đối phương thì hãy cẩn thận. Mình khuyên các bạn mối quan hệ này không nên đi lên quá cao để có thể mang lại điều gì cho các bạn, mà ngược lại nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ và khó có thể nói chuyện với nhau sau này. Nên là không hẳn là về tình cảm nhiều đâu, các bạn hãy lưu ý mà đừng có ngộ nhận nha. Tiếp theo, đúng là như vậy, bởi vì lá bài Oracle của mình á, trong tình cảm nhưng mà lại có một cái thông điệp là đang có một dấu hiệu cảnh báo gửi tới bạn. Và các bạn cần phải sửa chữa như cái dấu hiệu của lá bài Mending Oracle này. Hai lá bài này bổ trợ cho nhau rất là rõ ràng để đưa cho các bạn những cái tín hiệu để các bạn có thể là rút lui hoặc là sửa chữa lại. Có một cái nhìn, một cái nghĩ nào đó, một cách nghĩ nào đó phải đúng đắn với cái lề lối hoặc là đúng với cái thực trạng của cái mối quan hệ này. Ví dụ, mình chỉ nói là ví dụ thôi nha. Có thể các bạn là một sinh viên, một học sinh, nhưng cái đối phương lại là một giáo viên, một giảng viên hoặc là một đàn anh đàn chị đã rất là xa xa mình và các bạn khó có thể kết nối với nhau, hoặc các bạn là nhân viên và đối phương là sếp. Và mình cảm thấy nó nghiêng về các mặt tình cảm ở trường hơn, bởi vì mình cảm thấy
những lá bài này nó đưa ra một cách rất là thẳng thắn. Hồi mình mới rút bài mấy bạn, mình rút ra rất là dễ và các bạn cứ suy nghĩ một cách rất là đơn giản và các bạn đi rất là lẹ. Các bạn nghĩ là mình có tình cảm thì mình cứ thể hiện ra, nhưng đôi khi các bạn cần phải chậm lại và suy nghĩ nhiều nha. Bởi vì ở đây mình thấy lá bài Ace of Wands. Ace of Wands này nó lật ngược lại. Ở đây cũng trùng hợp là Ace of Fire. Ở trong bộ cơ bản nó sẽ là Ace of Wands. Và ở đây mình cũng có luôn. Hai cái này nó giống như nhau hoàn toàn. Thì đây là một cái tín hiệu rất là rõ ràng cho bạn để bạn được cảnh báo về cái suy nghĩ. Bởi vì á, ở đây là lá bài lời khuyên. Còn ở đây mình quy định á, đây là một lá bài để nhìn nhận cái mối quan hệ của các bạn thực tại với họ. Thì mình cảm thấy các bạn đi rất là nhanh, nhưng mà thực tại thì kêu các bạn là hãy chậm lại. Bởi vì bài của mình rút ra cho các bạn là bài ngược. Khi các bạn như thế này á, thì mình nghĩ là ok, các bạn đã và đang đi đúng hướng. Nhưng ở đây á, nó ngược lại thì mình nghĩ các bạn có vẻ như là không có suy nghĩ chín chắn hoặc là kỹ càng. Vì tuổi trẻ nên mình không có đánh giá các bạn gì nhiều, nên các bạn cũng đừng có tự cảm thấy tự ti hoặc nghĩ, nên các bạn cũng đừng có nghĩ là mình sai hoặc là như thế nào. Chỉ cần nhận ra được điều gì cần phải chỉnh sửa và điều chỉnh một chút ở mối quan hệ này thì nó sẽ lại đi đúng hướng và lá bài sẽ lật đúng chiều của nó. Và cuối cùng đây, lá bài này á, mình rút thêm một cái lá tarot á, để cho chúng ta có thể nhìn nhận được cái hình dạng con người rõ ràng hơn. Và mình cảm thấy như là đối phương của bạn là một người ở cấp trên và chỉ dạy cho các bạn, đưa cho các bạn những cái tín hiệu rất là rõ ràng. Và các bạn ngưỡng mộ họ rất là nhiều vì họ cho bạn những cái kiến thức, những cái cơ hội để các bạn có thể đi lên được cao hơn. Nên là các bạn có khi nào các bạn ngộ nhận không? Hãy nhìn nhận mối quan hệ một cách kỹ càng hơn nha. Và bây giờ mình sẽ qua phần năng lượng của chữ viết. Khá là tương tự với phần của chữ viết tụ 1, nhưng chữ viết của tụ 2 nó đi nhét lên. Hơi mất cái thăng bằng một xíu, nó hơi nhét lên và đi hơi vội á các bạn. Ở đây á các bạn quên những cái nét cuối nè. Rồi khi mà chữ C cần phải được định hình rõ ràng, nhưng mà mình cảm thấy nó giống như là hai chữ E vậy đó mọi người. Ở đây nè. Cho nên mình cảm thấy hai cái chữ E này nó giống như một cái tín hiệu để báo cho các bạn là đừng nối và bắt cầu quá nhanh cho cái mối quan hệ này. Đôi khi nó thành một cái điều gì đó quá vội vàng và các bạn có thể sẽ phải hối hận khi mà, vì các bạn biết là ông bà ta hay nói là cái chữ viết, vì người ta hay nói là lời nói không có lấy lại được á mọi người. Cho nên là nói cái gì ra rồi thì các bạn cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận nha, vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mối quan hệ này. Mình cảm thấy mối quan hệ này sẽ mang lại nhiều điều trong cuộc sống và bài học, cơ hội cho các bạn, nhưng đừng ngộ nhận và làm cho cái mối quan hệ này trở thành một cái thử thách, một cái điều khó đối mặt cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn và có được một cái suy nghĩ, một cái lối đi đúng hơn cho bản thân mình nha. Và bây giờ mình sẽ qua tụ số 3 nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với tụ bài số 3, tụ bài của viên đá Florite Mint. Một cái cảm giác rất là the mát. Mình cảm thấy các bạn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Chính xác là nghỉ ngơi, như lá bài Four of Air của mình. Tương tự như bốn kiếm, nhưng ở đây mình cảm thấy có cái sự thoải mái. Các bạn nghĩ bây giờ ở đây là ổn định rồi, các bạn không muốn cái kết nối này nó phải siết chặt hơn hoặc là thả lỏng hơn. Mình cảm thấy các bạn suy nghĩ ở chiều của các bạn đó nha, là những cái người mà đã vượt qua một cái tổn thất về mặt tinh thần nào đó, có thể là một mối quan hệ đổ vỡ. Mình không biết là trong khoảng thời gian bao lâu, nhưng mình cảm thấy các bạn vừa vượt qua được nó như là một cái điều rất là nhẹ nhõm đối với các bạn. Và các bạn cũng như dính cái dòng sông này, Five of Water, một cái sự mất mát trong cảm xúc. Nhưng ở đây mình cảm thấy dòng sông rất là êm ả và nó mang một cái năng lượng chữa lành như viên đá Florite Mint này là gì đó mọi người. Vì nó mang lại cái sự mát mẻ nè, rồi một cái nữa là chữa lành và mát mẻ, hai cái cộng lại như là một điều mới đối với cuộc sống của các bạn đang được chữa lành cho chính bản thân các bạn.
tiếp tục mình cảm thấy lá Ace of Water này, mọi điều ở đây nó còn rất là mới đối với mối quan hệ này, nhưng các bạn thật sự rất là trân trọng họ. Vì mình cảm thấy lá bài bổ trợ ở đây, người này, đối phương của các bạn chính là một cái người đã cho các bạn những cái bài học, những cái ví dụ, những cái lời khuyên bổ ích cho các bạn. Và các bạn như là một người ở dưới nhìn lên họ và ngưỡng mộ họ nhiều hơn. Cho nên mình cảm thấy mối quan hệ này khá là mới mẻ. Và thực chất các bạn cũng chưa biết các bạn muốn gì ở họ, nhưng các bạn muốn giữ cái mối quan hệ này được vững bền và đừng có tác động quá nhiều. Và các bạn là một người khá là dễ chịu đó chứ, các bạn không có tự làm rối bản thân mình. Nhưng mà lời khuyên ở đây lại ngược lại đối với những gì Hebe nói. Vì ở đây mình cảm thấy có lá Mantra of Fire và lá Six of Fire. Hai lá này bổ trợ với nhau, mang một cái ý nghĩa về sự tiến lên trong mối quan hệ. Nếu các bạn muốn kết nối này được bền chặt hơn, mình cảm thấy nó cần những cái phản ứng hóa học, nó cần những cái sự tương tác nhiều hơn để cái mối quan hệ này được nhìn nhận theo một hướng mới hơn. Nó giống như là các bạn làm nóng hoặc là bật lò cái nồi của các bạn để cho cái nhiệt nó được làm cho cái nồi nó nóng lên, và bắt đầu cái mối quan hệ này nó mới phát triển lên những cái bậc cao hơn nữa, nếu đó là ý muốn của các bạn. Vì mình cảm thấy ở đây hai lá bài nó bổ trợ với nhau, một cái là sự nhiệt huyết cần được tăng lên, một cái nữa là một cái sự nhanh hơn nữa trong cái mối quan hệ này. Nên mình cảm thấy các bạn cần có một sự nhìn nhận đúng hơn về mối quan hệ để cho nó được thăng cấp, nếu đó là ý muốn của các bạn nha. Tiếp tục mình sẽ qua những lá bài lời khuyên. Ở đây là một lá bài mang một cái thông điệp về các bạn đã đi qua được cái tổn thương trong tâm hồn khi mà vượt qua được những cái tổn thất cũ á, nên là các bạn hãy để nó qua một bên như các bạn hiện tại đang làm. Bởi vì mình cảm thấy á, các bạn đang đi đúng hướng, nhưng đi tới một đoạn đường nhất định rồi, các bạn không có biết là đối với cái mối quan hệ này, giống như là một cái đoạn đường này, tới đây thì bắt đầu phải đi như thế nào nữa. Mình cảm thấy như các bạn đang được cho một cái thông điệp rất 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 là đáng đồng tiền từ vũ trụ của chính các bạn. Ở đây vũ trụ cho các bạn một cái thông điệp là fate, định mệnh. Đó chính là bạn đã đi đúng hướng. Họ sẽ cho bạn nhiều điều bổ ích hơn nữa trong cuộc sống, không chỉ về mặt tình cảm, không chỉ về mặt bài học không. Cho nên là đó như là một cái điều kích thích sự tò mò và hỗ trợ bạn khi mà các bạn đang không biết định hướng làm như thế nào cho mối quan hệ này. Thì các bạn hãy mở lòng ra nhiều hơn nha, chứ đừng có dậm chân tại chỗ mà nghỉ ngơi lâu quá, coi chừng người ta cướp cái mối quan hệ của các bạn đi luôn, là mất cơ hội ấy nha. Ok, tiếp tục. Thực chất người này đã đem lại rất nhiều niềm vui cho bạn. Người này như một người thầy trong cuộc sống. Thầy không phải là cái nghĩa đen là thầy giáo đâu nha. Như là một cái người mang lại cho bạn những cái bài học, trong tình cảm và cuộc sống luôn. Và người này cũng mình cho là thành đạt đi. Bởi vì mình cảm thấy người này rất là hay ho, vừa vui vẻ nhưng mà họ đã vượt qua những cái trắc trở trong cuộc sống, cho nên đã cho bạn được nhiều bài học. Cho nên mình cảm thấy cái đối tượng này ở đây á, không phải là họ già và họ có râu đâu như mọi người, nhưng đã là một người trưởng thành và có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống rồi. Nên các bạn hãy nắm bắt, mình cảm thấy cái mối quan hệ của các bạn đang rất là ổn, chỉ cần các bạn tác động, tương tác nhiều hơn. Đối với hai tụ bài vừa rồi, có thể mình sẽ nói là suy nghĩ lại chậm thôi, nhưng mà ở đây mình khuyên các bạn hãy tương tác nhiều hơn để mối quan hệ càng ngày càng được khăng khít hơn nha. Và bây giờ mình sẽ qua phần chữ viết nha mọi người. Ok, mình đã xong rồi. Các bạn có vẻ khá là ổn định đối với cái mối quan hệ này, nhưng mà các bạn thấy đi, chữ viết không cân với lại giấy là một cái. Nhưng các bạn rất là cẩn thận và các bạn làm cái gì cũng từ tốn, các nét không hề bị đứt nha mọi người. N, hai nét đều đi với nhau lên, nó có nét đá lên. Còn ở hai tụ bài kia thì sẽ không có, cho nên hai tụ bài kia mình đã đánh giá là khá là vội. Cho nên các bạn đã ổn định rồi. Cứ làm theo những gì mà con tim các bạn mách bảo và hãy kết nối mối quan hệ này bằng cách là hãy cho bản thân các bạn được quyền
yêu được quyền kết nối với cái người mà các bạn nghĩ là tương tác tốt với các bạn. Thì các lúc đó thì mình nghĩ chữ viết sẽ to hơn á, bởi vì mình cảm thấy ở đây các bạn đang khá là khép mình lại á. Hãy cố gắng mở lòng hơn đối với kết nối này nha. Chúc các bạn may mắn nha các bạn ở tụ 3. Và thế là đã hết thời lượng cho tập ngày hôm nay rồi. Các bạn nếu có câu hỏi nhớ để lại bình luận ở bên dưới để cho chương trình có thể được tiếp thu ý kiến và xây dựng những cái nội dung hay hơn trong tập sau nha. Và các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của CGV. Nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo. Và tạm biệt tất cả các bạn.